Xin chào các bạn. Là một bác sĩ chuyên về niềng răng, từng tiếp xúc với hàng chục nghìn khách hàng, thì câu hỏi mà tôi nhận được nhiều nhất là tại sao phải đi tái khám định kỳ khi niềng răng? Khi niềng răng thì việc đi tái khám định kỳ mỗi 2 đến 3 tuần hay là 4 tuần một lần là một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với sự thành công cũng như hiệu quả của quá trình điều trị. Trong video ngày hôm nay, tôi, bác sĩ Linh, sẽ phân tích chi tiết 6 lý do tại sao việc tái khám định kỳ lại cần thiết và có ảnh hưởng lớn đến kết quả điều trị của bạn nhé. Lý do đầu tiên đó là đảm bảo lực kéo sẽ được duy trì ổn định và hiệu quả. Chun niềng răng cùng với các loại mắc cài và dây cung sẽ giúp da tạo lực kéo để di chuyển răng về vị trí mong muốn. Tuy nhiên, qua thời gian thì lực kéo này có thể suy yếu hoặc không còn đủ lực mạnh nữa. Mỗi lần tái khám thì bác sĩ sẽ kiểm tra và thay đổi các dây cung cũng như là chun để đảm bảo lực kéo luôn là ổn định và hiệu quả, giúp cho quá trình di chuyển răng diễn ra đúng kế hoạch. Nếu không thay chun định kỳ thì hiệu quả điều trị sẽ có thể bị giảm sút hay là kéo dài thời gian niềng răng hoặc là gây ra những biến chứng không mong muốn. Thứ hai, đó là điều chỉnh mắc cài hay là dây cung kịp thời. Trong quá trình niềng răng thì mắc cài và dây cung có thể bị lỏng, bị lệch vị trí cũng như là bị hư hỏng. Nếu như tình trạng này không được phát hiện và sửa chữa kịp thời thì chúng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự di chuyển răng và thậm chí thì có thể làm cho răng di chuyển sai hướng hoặc không dịch chuyển. Tái khám mỗi 2 đến 3 tuần một lần sẽ giúp cho bác sĩ theo dõi và điều chỉnh mắc cài cũng như là dây cung đúng cách, đảm bảo sự ổn định và chính xác trong quá trình điều trị. Thứ ba, đó là giám sát sự phát triển cũng như là tiến triển của quá trình điều trị. Mỗi bệnh nhân thì sẽ có một tốc độ di chuyển răng khác nhau. Một số người thì có thể sự tiến triển rất là nhanh, trong khi một số người khác thì lại chậm hơn do tình trạng răng miệng hoặc là cơ địa khác nhau. Việc tái khám định kỳ thì sẽ giúp cho bác sĩ giám sát được sự thay đổi của răng và nướu, điều chỉnh phương pháp điều trị kịp thời, tránh tình trạng mà răng không di chuyển theo đúng hướng hoặc là có sự chậm trễ trong quá trình niềng răng. Thông qua các lần tái khám thì bác sĩ có thể đưa ra các cái điều chỉnh cần thiết để đạt được kết quả tốt nhất. Thứ tư, đó là phát hiện và xử lý sớm các cái vấn đề sức khỏe răng miệng trong quá trình niềng răng. Trong suốt quá trình niềng thì nếu không chú ý vệ sinh răng miệng đúng cách, bạn có thể gặp phải các vấn đề như sau: sâu răng, viêm nướu hay là lở loét miệng. Thì việc tái khám định kỳ sẽ giúp cho bác sĩ phát hiện sớm các cái dấu hiệu bất thường như là sự xuất hiện của sâu răng, viêm lợi và đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp. Nếu như các vấn đề này không được điều trị kịp thời thì chúng có thể sẽ dẫn đến những biến chứng vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng và kéo dài thời gian niềng răng. Thứ năm, đó là tăng cường sự thoải mái và giảm thiểu sự khó chịu. Trong quá trình niềng răng thì có thể xảy ra hiện tượng dây cung hoặc là chun bị căng quá mức gây ra đau đớn cho bạn. Và việc tái khám định kỳ sẽ giúp bác sĩ kiểm tra sự điều chỉnh lực kéo, điều chỉnh dây cung sao cho phù hợp với tình trạng răng miệng của bạn, giảm thiểu tình trạng đau nhức, khó chịu, đồng thời tạo ra môi trường thoải mái hơn cho bạn trong suốt quá trình điều trị. 6. Đó là đảm bảo hiệu quả và rút ngắn thời gian điều trị. Tái khám định kỳ sẽ giúp bác sĩ kiểm soát tốt hơn tiến độ và hiệu quả điều trị. Những điều chỉnh kịp thời sẽ giúp cho quá trình niềng răng diễn ra nhanh chóng, hiệu quả và giúp bạn sớm có được kết quả như mong muốn mà không phải chịu đựng tình trạng kéo dài thời gian niềng răng. Nếu như bỏ qua các buổi tái khám, quá trình điều trị có thể bị gián đoạn hoặc là không đi đúng hướng thì sẽ dẫn đến việc kéo dài thời gian niềng răng mà không cần thiết. Việc tái khám định kỳ mỗi 2 đến 3 tuần hoặc 4 tuần trong quá trình niềng răng không chỉ là một phần của việc chăm sóc sức khỏe răng miệng mà còn là một yếu tố quyết định đến sự thành công của quá trình điều trị. Tái khám định kỳ sẽ giúp bác sĩ theo dõi, tiến triển, điều chỉnh lực kéo, xử lý các vấn đề phát sinh cũng như bảo vệ sức khỏe răng miệng và giúp cho bạn có một nụ cười hoàn hảo trong thời gian ngắn nhất. Vì vậy, hãy tuân thủ lịch tái khám và đảm bảo quá trình niềng răng diễn ra thật hiệu quả và an toàn nhất. Và cũng hy vọng rằng sau clip này, bạn sẽ hiểu rõ được phần nào đó về thời gian tái khám của bạn. Và nếu bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ nó, hãy like, đăng ký kênh YouTube của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.